Huyện Cọp Long tổ chức ngày hội thể thao năm 2024 gắn với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ngày hội thu hút 14 đoàn với hơn 350 vận động viên đến từ các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tham gia thi đấu ở 5 môn thể thao gồm đi cà kheo, đẩy gầy, kéo co, bắn nỏ và chạy việt giã. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Cọp Long, 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chào mừng Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Cọp Long lần thứ tư năm 2024. Ngày hội thể thao huyện Cọp Long năm 2024 gắn với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, động viên, phát triển, nâng cao phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các vận động viên, củng cố, phát triển các môn thể thao truyền thống trên địa bàn.